Hello mọi người, chào đón mọi người đến với chuyên mục tin hot của Khắc Công. Vâng, chuyên mục tin hot ngày hôm nay có tiêu đề là ca sĩ Tuấn Hưng nhập viện bị hở van tim trên báo Zing.vn. Tường Bách đăng lúc 9 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2019. Nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa nhập viện vì huyết áp cao và đau bụng. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận anh bị hở van tim nhẹ. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Nắm Lấy Tay Anh đăng tải hình ảnh anh nằm trên giường bệnh. Tuấn Hưng chia sẻ anh bị đau bụng và huyết áp cao nên đã nhập viện để thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận anh bị hở van tim cấp độ nhẹ. Anh viết, hôm trước hơi mệt, huyết áp cao, lại đau bụng nên theo sự chỉ định của bác sĩ phải vào viện và kiểm tra toàn bộ cơ thể luôn. Tới hôm nay thì các kết quả khá ổn, tuy nhiên bác sĩ dặn không được chủ quan. Cứ vào đây nằm là sợ mọi thứ ngay. Cũng may kịp đổi bộ môn thể thao đúng lúc, từ bóng đá qua gôn. Van tim bị hở một tí, không được hoạt động mạnh quá. Và quan trọng hơn là người đối diện không được nói quá to khi giao tiếp với mình, đặc biệt là vợ. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ khán giả bày tỏ sự lo lắng cho Tuấn Hưng. Họ gửi lời chúc đến nam ca sĩ và mong anh nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Khi nằm viện, Tuấn Hưng được bà xã Thu Hương và bạn bè, anh em thân thiết ở bên chăm sóc. Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương vừa chào đón đứa con thứ ba. Trên trang cá nhân, giọng ca Nắm Lấy Tay Anh thường xuyên khoe ảnh vợ và các con. Anh bớt chạy sâu, dành thời gian cho gia đình. Bố đi kiếm tiền mua sữa cho Son, Hào, Sâm. Bố hạnh phúc vì ở sân khấu nào, khán giả cũng chào đón bố rất nồng nhiệt. Xa bốn mẹ con hai hôm thôi, bố yêu và nhớ lắm. Từ giờ, bố bớt đi xa để ở nhà với các tình yêu của bố, nam ca sĩ chia sẻ. Vâng, đây là hình ảnh nam ca sĩ nhập viện trong bệnh viện. Chúc nam ca sĩ sớm khỏe lại để phục vụ khán giả. Bye bye.